Rồng Nho, Ninh Hải. Trúng đất á. Dạ. Trúng đất, sao bờ kỳ lên trúng đất cái mặt biển này nè, bén hết. Thì nghỉ hết. Cá phèn 60. Vui khi được gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong video mới nhất của mình nha. Không có gì hơn, mình chúc cả nhà mình luôn có thật nhiều sức khỏe và bình an. Giờ này gần 6 giờ sáng, mình đang có mặt tại làng chài của thôn Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, nằm dưới chân của Hòn Khói nè, còn hay gọi là bán đảo Hòn Khói á. Ở đây là nằm trong khu vực phía nam của vịnh Văn Phong. Vịnh Văn Phong là vịnh biển lớn nhất ở tỉnh Khánh Hòa đó. Từ đây mình có thể nhìn thấy được Hòn Mỹ Giang, chỗ ngay nhà máy đóng tàu Hyundai. Dọc cái bãi biển này là bãi biển Dốc Lết, một bãi biển rất là nổi tiếng ở thị xã Ninh Hòa. Có bờ cát trắng, biển xanh rất là đẹp. Hơn một năm trước thì mình có quay ở làng chài Ninh Thủy gần đây. Ở bên Ninh Thủy thì bà con mình làm nghề biển nhiều hơn là bên Đông Hải. Mấy chú bên Ninh Thủy là đa số là đi bằng chủ nha, lưới bao á, lưới bao bằng loại lưới mùng á. Còn ở Đông Hải thì bà con mình đi lưới cảng, lưới hai hay là lưới ghẹ. Lưới cảng đánh cá ngừ, lưới cảng thì vào hơi khuya, 2-3 giờ sáng, 6-7 giờ là lưới 2 vô, còn tới chiều 1 cho đến 2 giờ là lưới ghẹ. Từ đây đi ra quốc lộ 1A là 7 cây số nha, còn đi vô trong thành phố Nha Trang là gần 50 cây. Ngoài làm biển ra thì ở phường Ninh Hải, bà con mình còn có nuôi trồng thủy hải sản nữa. Nuôi cá, nuôi tôm thẻ chân trắng hay là tôm hùm, đặc biệt là nuôi rong nho. Cái mô hình nuôi rong nho này trong vài năm gần đây rất là phát triển luôn. Dạ rồi, sáng nay mời cả nhà mình cùng đi dạo biển ở Ninh Hải nha, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa. Xem video nhớ giúp cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Dạ chào cô chú. Mình xem sáu tao thường con tên vợ vợ chồng mày á. Dạ. Trời năm nay nó im quá, kết không có chạy nhiều con hết. Trong một khối bự luôn á, khối quá tôi. Một khối quá tôi. Ok ồ hả? Ông thì theo ông này là. Cái gì trời? Ủ. Cái phần thảm thôi, hả? Phần thảm. Cá chét, cá bạc má. Cái này cái gì màu vàng vàng nè? Cá ngừ. À, cái ngừ. Còn cái kia là cái ồ. Cái này cá ngừ ồ. Ngon ăn duyên này, cái này ông tư rồi. Cái cá chết ăn ngon chứ. Cái này lộn tư. Hả? Cá ăn tư rồi chứ còn cái này ông tư. Đúng rồi. Đi lên tới mấy anh đứng đó quay. Dạ ơi. Ghe mình đi mấy người đi chú? Bốn người mà. Bốn người dạ. Bốn người mà có ba kết cá à. Năm kết tròn lại như đá. Dạ. Nói chung này nó im quá, tháng này dính nó không đi sao hết. Dạ, cá nó ít chạy. Nó thuận trò này tháng này quýnh giữa cái đêm á. Ồ cho má ăn đi, còn với cái trét cái sông. Cái gì? Chú là đi lưới 2 nha. Chưa kép ồ hả? Ờ, lộn cái trét cái đồ á. Vậy nó lộn ít cái trét cho mình. Thôi, thôi, thôi. Nó đi về rồi, cái đâu nhiều đâu. Cái con liền hay cái gì? Cái clip luôn. Còn cái gì? Hai thùng đi, cái tép với cái mạch bé nó lộn. Thôi đi về Vương đi, về cho con học nó kèm Huy rồi đó. Quay án bé ngon nè. Ờ, mình 86 á. Đừng đi chê quá trời.
chỉ đi cho đỡ hết bằng nó chua. Vậy nó cắt hết mẹ, nó có chứ em đâu phải. Qua xuống hết bờ kia cái này chưa? Dạ chú. Ta phát tên đi mẹ. Tiếp được lên tôi ơi. Lên. Rồi. Hai thằng bên đét là biết bà bón cho họ hỏi chị cá cho nó hai cốt à. Hiện kiên ở chứ. Có hai cốt thì chưa mẹ. Để bây giờ chị lên trở đây. Để. Tốt để chị đau trở. Dạ, là nay chú được 600 ngàn. Một mình à? 600 ngàn là cũng hơn mấy ngày thường đúng không chú? Không, có bữa cũng triệu mới rồi, vô trình không? Không có. Cái bữa thì không có. Dạ. Cái bữa triệu mới là triệu rồi, có 900 rồi, nói chung vô trình. Cứ bình quân ra cái một người mà đi lưới nhả mà cũng gần bờ nè. Là một tháng cái bình quân đây một người là 10 mấy triệu á. Đi một mình á. Dạ. Đi một mình 10 mấy triệu. Cái bình đây một tháng á. Mười mấy triệu nhưng mà hao hụt tiền lưới nè. Công làm lưới nữa. Phải có thêm một người phụ. Mình đi ra miền Trung nhiều á mới thấy là phía khu vực của mình phía trong Bình Thuận á là cái chỗ mình là hải sản nó nhiều. Đúng chứ ra ngoài phía miền Trung là đa số đánh ít. Dễ rồi ở đây làm gò lớn không á. Ở đây làm gò những năm trước à. Những năm trước là làm đông lắm. Bây giờ nói chung bị bớt. Dạ. Trúng đất á. Dạ. Trúng đất xoay bờ kỳ lên trúng đất cái mặt biển này bén hết thì nghỉ hết rồi trúng đất cái sốt quá coi miết rồi cho mày quên tên. Dạ chú. Chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Coi tên cái này là mình tới trước một ngày, giờ này hơn 2 giờ rồi. Chú đi lưới ghẹ vô nè. Dạ chào chú. Cái máy lưới ghẹ hổng quay. Dạ nay ít quá. Đi ngày cho nên nắng. Dạ đem lên căng ha cô ha. Dạ đem lên nậu căng. Thở lại nè, mày quên chiếc kẹo quá. Vô hồn mẹ. Đó hồn á. Đi vô chưa. Thở lại vô hồn xe lại bữa nhà bước cái chậu tắt rồi. Loại luôn á nhưng mà hai màu.
đoạn này thì mình hay quay vị thánh giá, có cái thánh giá trên đây. Ở đây cua quẻ. Cua gì cô? Cua quẻ. Cua quả. Dạ. Đây bên này nhỏ hơn nè. Đi trong ngày vô không à? Tươi sống. Dạ. Tôm tích mà có gạch thì sẽ có giá hơn. Ghẹ này là mỗi ngày luôn hả cô? Dạ. Ở Ninh Hòa mình vừa là đặc sản đúng không anh? Đúng rồi. Hái được mấy quầy dừa? 4 quầy à. Thêm quầy nữa. Dừa Ninh Hòa. Cây này nó nghiêng ra biển nè. Chú leo lên cũng dễ hơn. Bờ kè Đông Hải này cũng có mấy quán hải sản. Vừa ăn hải sản vừa ngắm biển. Mình lên chợ Đông Hải. Lên chợ ăn sáng. Xem bà con mình buôn bán luôn. Dạ bánh ít chằn. Còn bánh này cô. Dạ. Lấy cho con mỗi loại một ít đi cô. Con hộp hộp bánh ướt 15 ngàn. Nếu rồi bánh bèo bánh ướt 10 ngàn. Tem trọng á. Hai hộp nha. Ông chở chị 2 hộp 25. Hai hộp 25 điều không hay nào? Hay là 15 hộp 10. Hộp 15 hộp 10. À bánh ướt với bánh bèo. Bánh ướt với bánh bèo 10. Còn bánh ướt hộp bèo 15. 15. Cái lấy bánh mềm không? Lấy bánh mềm á. Mềm hết luôn Tư. Dạ. Ăn lộn xộn nhan cay. Dạ. Có bánh hỏi luôn. À bánh hỏi luôn. Bánh ướt nữa. Này hẹ. Mắm thấm. Cái gì con gì nè. Cái gì à? Mày tèm muối bạc không trời đâu. Hồi vừa nhận phim muối mà nớt đầy luôn à. Cô cái này bán nhiêu cô? 10 ngàn. Dạ. Cái nhân của bánh ít chặn là con thấy như có đậu xanh à. Đậu xanh với nấm mèo. Dạ đậu xanh nấm mèo. Quay đăng lên nhé. Quay đăng lên bánh mèo cô. Cô cái bánh này cô nói lại tên gì á cô? Bánh dai. Bánh dai.
dai. Dạ, là nó dai hả con ha? Dai dai chứ không phải là dai. Bánh dai á. Bánh dời. À bánh dai đúng á. À bánh dây á, dây nhựa. Dây dạ, nhựa. Dây nhựa. Dây nhựa, dây nhựa. Còn cái bánh kia bánh dời. Rồi là cái bánh kia là cái mặt dày như cái bò. Ê, bánh nước, bánh ít trần đây. Còn cái bánh kia. Bánh kéo. Bánh kéo. Ủa, cái YouTube rồi mà nói xấu hổ quá. Cái này cũng đi ghe nước wifi rớt hả? Đây là cái này rớt xuống nước không sao hả? Dạ, máy này quay dưới nước mà chú. Mời cả nhà ăn sáng nha. Ăn trước bánh dày đi. Rồi, được chưa, được chưa? Đường bét bánh nhất là dai. Bét mưu nghe mà đừng cái bét bánh ủa đi trong cái tiền ăn. Cái bánh dây này á, mình thấy á, nó rất là giống bánh nghệ ở chỗ mình á. Quay về đây nè. Một tay quay, một tay ăn. Quay về đó, quay xuống ngoài luôn. Tây đô nè. Quay về bánh thu hè. Quay với trời cái lẹp. Bánh ít chằn. Ngon á, đơn giản mà ngon. Có 10 ngàn thôi. Tôi thấy là cường ngồi bé không? Nắng đang lên mới được thấy vậy. Bà con mình họp chợ sớm, tan cũng sớm. Chủ yếu bán vào buổi sáng thôi. Bên phải bán đồ ăn sáng. Ở giữa bán rau củ, trái cây. Bên trái là hàng thịt với hàng cá. Cá thu, cá đỏng. Cái đi 2 tấm tép, cái đi 100 ngàn là bé tấm tép, bé tấm tép, bé tấm ngàn. Cái tấm tép thì tôi tấm chục là đúng không? Cá muỗng bé tấm ngàn đó, đỡ nhớ bé tấm gì đó. Còn này mấy ký rồi cô? Cá ký tép à. Rồi con. Dạ. Dạ cô. Cá đỏng mua về làm món gì cô? Cô cá đỏng này về làm món gì cô? Muối sư rồi con. Muối sư chiên á cô hả? Dạ. Dạ cô. Đẹp luôn đó. Hào sữa, cá đói, cá rì, cá nâu. Đây cá rì, bên trái cá đói. Dạ nay chợ không có cá bự. Cá nâu. Mấy cô đi tắm biển xong vô chợ mua đồ về ăn luôn. Mua đồ về để chư nấu. Dạ cá ngán 50. Cá gáy nè. Cá mình gọi cá lù á chị. Dạ. Cá đốc. Cá đốc. Cái nhầm.
sẽ nhiều. Cá lăm bít nha chị. Dạ. Cá phiền này ngon. Cái thò lòi. Dạ, cá thò lòi. Thò lòi này bán sao chị? Thò lòi 50 về mình kho hay sao chị? Dạ. Cá phèn kho cũng ngon. Còn con cá cái mũi nó dài là cá lao á. Dạ, cá chim. Cá này chỗ mình gọi là cá nàng đào. Cá nhồng này sẽ phơi nè. Dưới này có con cá kẽm. Đây cá kẽm nha. Cá kẽm này lớn con tầm hơn nửa ký ký á. Thơm ngon. Cá ngát thì nấu canh chua. Dạ. 40.000 cá liệt. Cô sao mình biết con cá nào nó ngon cô? Mình lựa theo cảm nhận của mình hay là mình có cái gì để mình biết không? Nó ngon không? Dạ. Được, con là bự lớn chứ. Dạ. Cái này nó cắn thứ kia đi mẹ. Đúng, con là bự tư lớn. Con nào mà nó bóng á cô ha? Con nào nó đẹp bóng. Cá liệt này hồi nhỏ thì vì mình hay nấu canh hành ngò á. À, đúng rồi. Chứ bởi mình vừa đi nhà ăn ngon. Nhỏ nhỏ thôi ăn ngon. Dạ, cá ngăn 90, cá ngăn tươi. Bảy ơi, bán bảy vậy? 60 là tại cho bà bảy ở trong chợ á. Cá phèn 60. Cá chinh, chinh dừa. Nhiều đó 25.000 á. Dạ, có nhiêu đây luôn, có 101 rồi. Cá mó, cá chình, cá phèn. Cá này cá lặn hay cá lưới vậy chị? Cá lặn, dạ. Đây là nếp hả ngoại ha? Nếp à. Rồi em quay phim nó đi mà mỉm cười đi mà. Chuối chiên. Cái món xoài chiên này là cái món tuổi thơ của mình nè. Con tên Minh hả? Dạ, con tên Minh. Lấy cho con 10 cái nha. 10 cái nào, 10 cái đây hả? Dạ, 10 cái đó. Dạ. Bỏ cho con một bịch 5 cái. 5 cái. Dạ. Mình làm nhân gì vậy? Nhân mắm thịt với là hành phi à. Để nước mắm keo. Thịt hành phi, nước mắm keo. Mời cô chú anh chị và các bạn mình nha. Hành phi thơm. Nếp dẻo. Ở ngoài thì rất là giòn. Mặn mặn của nước mắm. Thịt, xíu thịt. Mời mày cái lên TV rồi. 10
10 cái mà có 25 ngàn à. 10 cái cả 25 ngàn. Nghĩa là con 5 ngàn 2 cái. Đây cũng 10 miếng cái cũng có 25 ngàn à. Đó, 10 miếng cũng có 25 ngàn. Cô ơi, con xài chứ. Ôi cô, vì cô bán xài. Dạ. Rồi, lén con ấy cho ta đi. Nhìn trái xoài nó đẹp, nó lén luôn. Trái xoài nó đẹp cô. Đúng rồi, cũng nó đúng rồi. Quýt bộ màu này, ta đi giờ. Nho, hồng, chuối. Ra qua nhà luôn. 15 10 tép con. Dạ cô. Thanh long, táo, mãng cầu, cam. Dạ cô, xem ủng hộ con nha cô. Dạ. Cô bán đắt hàng á, giờ bán sắp hết rồi. Ai muốn ăn thì mai vô đây ủng hộ nha. Đa số những chợ quê ở miền Trung á, bà con mình tầm 9 giờ cho đến 10 giờ là xong xuôi hết rồi. Ăn hàng tiếp cả nhà ơi. Làm ăn ăn nhẹ bây giờ. Được 5 ngàn à, ăn nhiều nhiều vô. Ly này có 5 ngàn à. 5 ngàn. Quế rỉ. À, quay vô anh. Biết họ vậy. Ai ủng hộ thì đi vô đây nha. 6-5 ngàn bè hả? Dạ, chợ Đông Hải. Ăn ngon quá cô. Hà Thanh. 9 giờ tem mất tem hả? Chè thịt cẩm này là minh phái lắm. Mấy bị giá ua con? Đi nhọc ngàn. Đi nhọc ngàn nhớ bị. 15 thêm bị. B với 2 năm 30 ngàn 16 bị. Mai lứa vô có cái rửa. Bữa nào có cái rửa bán thì 4 5 6 bị. Cô chú anh chị và các bạn mình có đi du lịch ở bãi biển Dốc Lết, nhớ ghé qua chợ của thôn Đông Hải, phường Ninh Hải. Đi buổi sáng, bà con mình ở đây thân thiện, đồ ăn ngon, rẻ. Ngày nào cũng đợi chồng. Đợi chồng. Dạ, đợi chồng mười mấy hai chục năm. Đừng nghe mà nói trong tôi vui á. Ở trong đó. Nè, cái dạ. Đi đây chứ phải đi cái tháng mùa đông mới đem ké vô chứ phải gỡ rồi. Ừ. Dạ. Cái tháng này thì nó cá ngừ. Cái nghỉ ngừ không? Đi tới mùa tháng 1 cũng kẹp á, đi tới đây nè. Quay đông không về hoặc kia thôi chứ nó đông. Cái này là mình canh giờ mấy anh mấy chú vô hay là mấy anh mấy chú vô trước khi vào là phải gọi? Canh giờ. Ôi, 8 giờ là xuống đi ngon à. 8 giờ tới mấy xuống đi ngồi chờ. Còn cái phiêu mày ở nhà mất làm gì thì ủa mấy bữa tao thấy mày đang ghi mày quay mẹ. Dạ. Đợt này con không có ra ghe nữa dạ. À. Mai mày để kem nó bay á hổng giờ đi đâu mất hổ. Cái mày đâu kêu kem nó đâu mất rồi. Dạ con đang để em túi. Ờ cũng bây giờ sáng kêu chưa giờ phải ngồi phải chờ rốt cái lụng. Chờ rốt ngoài mặt cái tao lụng. Dạ. Ta hỏi thăm mày đó, coi chưa mà bả chỗ nào nó rớt chỗ nào tao lên tao lụng vô cháu nữa cho. Bữa nhỏ cháu kìa. Cái tư máy bay ông chạy lên máy bay nó ngồi như thế nó rớt xuống lụng cho con la vô đi. Ngồi chờ cái con. Cô cái bờ kè mình xây được bao lâu rồi cô? Hình như Ninh Hải mình cũng lên phường gần đây luôn đúng không? Ở nè, anh đó trên đây hả? Dạ. Anh đi là tổ dân phố. Còn trường nó nằm ở trong kia. Mấy năm trước là vẫn còn huyện Ninh Hòa, bữa nay lên thị xã.
Mình ngày trước là xã Ninh Hải, giờ là phường Ninh Hải. Phường Ninh Hải. Rồi hồi kia là thôn, bên đây là tổ, tổ trong phố. Hồi kia là thôn Đông Hải, bên đây tổ trong phố. Đông Hải 1, 2. Dạ. Bên đây là 1, bên đây là 2, cách một con đường. Cái này đi quay đi khổ hơn, đi rung 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 đĩa đi tìm cái kia tiền mạo quay hơn. Dạ, nói thật là con gia miền Trung con thích lắm, bà con mình ai cũng thân thiện. Rồi cảnh đẹp nè, đồ ăn ngon rẻ, nhưng mà ngại cái là cái thời tiết á, nó thất thường á. Dạ. Mùa cuối năm là mùa mưa với mùa lạnh nè. Dạ. Từ huyện, huyện lên thị xã, xong lên thành phố. Tương lai là thành phố. Ủa, ở Khánh Hòa mình cũng có hai thành phố rồi. Dạ, Khánh Hòa mình là có Cam Ranh với Nha Trang. Thì tương lai cũng lên thôi chị. Cắt lâu quá. Dạ. Mày dân ở Bình Thuận luôn á không con? Dạ, con ở Bình Thuận. À. Con hát coi hả? Coi á, xét thằng gì nó coi lên, nó coi, nó coi biết hả? À. Hôm mai nó ở trên chợ rồi. Nó thấy ông mua xài là nó nói là tiếng là tao biết nó rồi. Dạ. Bắt em nữa. Ngày này tao cũng coi bài hết đi. Đi các kênh YouTube là các phim buồn nữa nha. Dạ. Cái này năm nay chắc em như tuổi, chắc nhả tuổi á. Dạ con 27 tuổi. Bây giờ em thấy con nhả quá. 27 tuổi mới cánh xíu, tao tưởng là mặt cửa hôm 2 em về à. Dạ. Bây giờ bữa nó con nhả. Dạ con chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha. À, dạ. Thấy nó ghi ra đồ nó quên, nó nói đồ dễ thương. Dạ cô. Mấy cô đang lặn hái rong nho. Mình đang ở cánh đồng nuôi rong nho. Thôn Đông Hải và thôn Đông Hà. Phía bên thôn Đông Hòa cũng có nuôi nữa. Mọi người sẽ có một cái miếng xếp nằm cho nó nổi. Mình nằm vậy cho nó không có đạp lên dông, với nó không có bị đục nước á. Mình lặn mình dễ thấy. Có cái ống thở nè, đeo cái gương lặn. Lặn từ sáng tới chiều luôn á. Anh chủ nuôi rong, ảnh làm được 2-3 năm. Anh nói cái nghề nuôi rong nho này phát triển mạnh tầm 4 cho đến 5 năm trở lại đây. Ngày trước là mình nuôi hải sản anh ha? Đúng rồi, nuôi tôm. Nuôi tôm. Em nghe nói là cái đợt tôm nó bị bệnh, bị dịch á, rồi mình chuyển qua nuôi rong. Đúng rồi, không à, nguồn nước bị ô nhiễm rồi. Nên dạ. Chuyển qua nuôi rong nha. Nếu mà nước ngọt mưa xuống thì nó sẽ chết. Nó dạ. Là thiếu oxy á. Dạ, vậy là nó chịu nắng. Chịu nắng với chịu độ mặn. Nhưng chuẩn bị sắp tới là mùa mưa á, thì có một số điều làm được, một số điều không làm được. Dạ. Nước ở khu vực Hòn Khói mình á là độ mặn nó cao lắm cô chú anh chị. Ở đây là có vựa muối nè. Vựa muối Hòn Khói, một trong những vựa muối lớn ở miền Trung. Như Quảng Ngãi là có vựa muối Sa Huỳnh. Ninh Thuận thì có Cà Ná. Dạ, giống là mình hái ở khu vực nào anh? Giống là khu vực của mình luôn. Cái địa này là cái giống mình mua, xong mình về mình rải eo mình. Dạ. Còn điều khác mình, nếu mình có giống mình bén lại cho người khác. Dạ. Mình cứ thả xuống giờ nó tìm đất. Thả dạ. Xuống là tự động nó tìm cách nó bà đi, nó bắn chân đi. Dạ. Thời điểm nào trong năm là nó nhanh lớn anh? Mùa hè anh ha. Càng nắng. Dạ. Càng nắng càng cao thì nó màu lên đó. Cái thời điểm mà mình bỏ giống xuống là tầm bao lâu là mình hái được anh? Khoảng 20 ngày. 20 ngày. Trước khi thả giống là 20 ngày.
mình sẽ thuê mấy cô mấy chị lặn lựa cái rong nào đẹp. Đúng cái rồi. Rong nào nó thẳng. Đúng rồi, rong dài. Dạ. Khoảng từ 6 phân trở lên. 6 phân trở lên. Ừ. Đợt này có giá không anh? Nói chung cũng chưa, mới con bè con giờ giờ mong vé kẻ cho cá ăn thôi, chứ còn giờ vé năm đây là làm ăn không được, vé dạ. Không cá. Không biết thị trường nó cá sao không mà vé không lên. Dạ. Này là xuất khẩu. Năm ngoái thì cá vé cả làm cá ăn. Năm ngoái là mình bán bao nhiêu tiền ký anh? Khoảng tầm có mấy ba chục. 20 mấy 30 ngàn. Còn bây giờ còn 10 mấy ngàn à. Còn 10 mấy thôi. Khoảng 5 xào. Dạ. 5 xào. 5 xào. Anh Phong thấy nuôi cái rong này nó có gặp cái gì khó khăn không? Bây giờ nói chung về nhất là giá kẻ. Giá, dạ. Thứ hai là chung về dầm dầm về mưa. Hay nếu mà rong mè gặp mưa thì nó sẽ hư. Như mình che mấy cái này là nó phải độ nắng của nó phải chia nó khoảng cỡ tầm đi chia lại này. Dạ, nắng mà nắng vừa thôi anh ha. Ừ. Những nắng quét này không nó cũng không lên nổi. Bây giờ mình chia bớt phải 70% rồi là độ nắng hả? Đúng không? Nhưng mình mặt trời chiếu xuống mình nó không nóng đúng không? Thì nó chia khoảng được 70% nắng. Đặc biệt á, cái rong nho này á là nó chịu nước mát nha, nước lạnh lạnh nha, nhưng mà phải đủ ánh sáng, có đủ nắng thì nó phát triển mới nhanh. Chứ mà để nắng nó nóng quá, nước nó nóng quá là cũng không có được. Cảm ơn anh Phong chia sẻ nha anh. Dạ. Chung được quân eo này mà đẹp thì mỗi công hái cũng kiếm được rồi, kiếm được vài trăm ngàn một ngày. Dạ, một ngày vài trăm ngàn. Nếu mà nó cá rong á. Như mình thuê mấy cô là mình tính theo số lượng anh à? Ờ thì một người hái bao nhiêu thì tính đây là bao nhiêu. Ai mà chỉ hái nhiều thì nhiều tiền nhiều, ai hái yếu thì tiền yếu thôi. Làm nghề lặn này cũng cực lắm cô chú anh chị, làm nghề nào cũng cực. Nhất là mấy cái tháng mùa lạnh á. Mùa lạnh mà ngâm dưới nước cả ngày là chịu không nổi. Mình mấy chú chia sẻ là tới những cái ngày, những cái tháng mà mùa lạnh á là kiếm người lặn không ra. Dạ cô. Mày mưa ống, em mưa nè. Mày nặng nghe nhút cơm. Mình lót cái áo mưa vô. Lạnh. Cho nó lạnh. Đỡ lạnh. Dạ. Thả vô. Cảm ơn anh nha. Cô. Giấy, thổ gặp mũi lấy gì thổ. Bệnh luôn, lặn nổi. Hái gặp đi không được. Lên uống miếng nước. Nước đá. Được đấy. Được không được chứ. Anh Phong nói là rong đẹp. Chị về nghỉ chị, bệnh về nghỉ. Về đi. Như trang trại của anh Phong á, là tầm 11 cho đến 12 ngày sẽ thu hoạch rong. Hái xen kẽ từng đìa nha. Yeah.
Đây. Được chưa? Ừ. Trong hết con máy này đi chiều lý về về hương tàu đất. Ừ. Chưa có 12 người nè. Không bị cá rồng mà sao máy chứ. Không bị không một chút gì. Hả? Con chui à, lúc cái đông nhiều thì cái bữa hái tệ, bữa hái bị đấm chọc, bữa bay quá chọc. Con chui gặp nước nó mét thì răng nó lên, mà gặp nước và bữa nào tàu mưa thì răng nó mới lên, không bị dính nước ngọt. Này bán xô giá khác, bán lựa giá khác nha. Trong một giấy khép, trong xô giấy khép, trong hai giấy khép. Nằm nước nó sang hàng bông gì chứ. Nước nó sang hàng bông. Nước mà vừa sinh má cộng ở đây nè. Dính cộng nè, nước mà vừa sinh ở đây. Rong mà nó bị chẻ ngọn là nó không đẹp hả cô? Đúng rồi. Nó bị dính nước mưa nhiều nên rong nó xấu. Không để rong con bịt mà tay bén giấy phép. Nhưng mà không tay bén giấy phép. Thường rong này là người ta làm cái gì cô hả? Tay ăn rau sống rồi đó. Dạ. Ăn sống. Tay người ta xay nước tao uống nữa. Sắm nhiều người ta ăn sắm nữa. Sắm cắm chốt bikini á. Dạ. Làm mặt nạ cũng được nữa. Đúng rồi. Dạ con chào cô nha. Trung bình một đĩa nếu mà hái xong hết á là mấy tạ nha cô chú anh chị? Hôm nay mình may quá quay được cảnh bà con mình nuôi rong, trang trại rong ở Ninh Hải. Nhà yến nè. Yến xào Khánh Hòa. Nhà yến đó đầu tư cái dàn âm thanh á là tiền không á. Hôm qua mình đến Ninh Hải nè, kiếm vòng vòng ở đây không có khách sạn, mình đi qua bên phía Ninh Thủy thuê gần khu du lịch Dốc Lết á. 250 ngàn nhà nghỉ thôi, còn khách sạn là 300 mấy 400 á. Rẽ sang trái là qua Ninh Thủy, thẳng cái đường kia là giao quốc lộ 1A. Mình đang đi vào thôn Đông Hà, chỗ cảng Hòn Khói.
bên trái là cảng Hòn Khói nè. Chỗ này thì đa số bà con mình tập trung về đây neo đậu tránh gió hay là lên ụ sửa chữa tăng trang vào cuối mùa. Nhà hàng bè nổi. Mùa này thì du lịch không có được đông. Nước hôm nay cạn tới trưa, tới chiều là nó lớn lại. Mình thấy một cô đang mò cái gì, để mình tới mình xin phép mình hỏi thử. Con thứ này về người ta mua về cho con cắm hầm nan á. Dạ. Nè, kéo theo cái thùng xốp. Thấy không? Mấy loại luôn hả cô? À. Này sò lông nè. À, đúng rồi. Sò chanh nè. À. Còn thứ đó là con giò, con giòn. Con dòm. Ừ. Mấy con nghêu nữa. Ừ. Về chở, người ta mua về cho tấm hầm ăn. Dạ. Bán xô hết luôn hả cô? À, không lừa ra, thứ có 5.000 cái, thứ 10.000 cái, thứ 30.000 cái. Dạ. Hai cô luôn, cô bên kia nữa. Ờ, ba người. Ba người hả cô? Ừ. Dạ. Đó, người kia hả? Đó. Cái này lâu lâu mình mới mò hay sao cô? Ngày nào cũng mò ấy. Dạ. Ngày được 300-400 ngàn cô? Làm gì có, trộn, có 100 mấy à. 100 mấy hả cô hả? Làm mò được mấy tiếng cô? Vừa mò tới 1 giờ á. Dạ. Ừ. Có 100 mấy à. Thấy rồi, không có. Ngồi dưới nước mà nó nắng chịu không nổi luôn. Mình thấy hôm nay là cũng nắng á, mà cô kêu có mấy ngày còn nắng hơn nữa. Hôm nay nó có chút mây nè. Ừ. Hôm nay mát cho mấy bữa nắng thở không đều quá. Chưa được 50 hả bác? Làm gì có, chưa tới trưa được con. Sáng giờ 1 giờ được con 100 mà sáng chưa được 50. Mấy giờ được 100 à? Dạ. Con thấy chỗ đó nước sâu á. Sâu á. Mấy bác lớn tuổi rồi, 60 mấy tuổi. À, 60 tuổi hết, còn ông kia 62 à. Có khổ à? Dạ, hồi sáng giờ. Sáng giờ nè. Là nhiêu đây bán được 50? 50. 4.000 ký. Được 1 ký chưa? Chắc được chục hơn chục. 50 nè. Có khổ không con? Chứ có 1 giờ mới về. Thôi nói mẹ về khổ không? Hả? Đúng không? Này cô Duyên gặp mấy bác á, mình cũng thay mặt cô Dương gửi tặng mỗi bác 300.000 nha. Không? Dạ cô. Cảm ơn nghe chú. Bác nói là trưa nay có tiền mua gạo. À, trưa nay có tiền mua gạo mua. Dạ, bác. Đồ ăn cháu rồi. Mừng quá mừng quá. Mừng quá con trai ơi. Dạ dạ con thiếu 100.000. Ủa bè có con nào cảm ơn nghe chú. Lỡ mà sao con đây nữa. Cháu cũng gặp xin về con cha phó cháu ở vườn biển bắt con đồng quẹ cha tôm hùm. Dạ dạ. Con chúc mấy bác nhiều sức khỏe nha. Rồi, dạ. Cảm ơn nghe cháu. Cảm ơn cháu. Dạ cô Dương á, con thay cô mặt Dương. Cô Dương dạ. Cảm ơn cô Dương nha. Cô Dương ở đâu chú? Dạ ở bên nước ngoài á. Dạ. Cảm ơn cô Dương bên nước ngoài để tặng cho mấy người bác ấp được người mê cho. Cảm ơn nhậu thằng cháu không? Dạ dạ bác mừng quá trời. Dạ. Dạ. Cảm ơn cháu, cảm ơn á. Dạ dạ. Con chào mấy bác luôn nha. Giờ mình chạy ra thị trấn Quảng Giả, cây cầu Bình Tây nè, hướng ra quốc lộ 1A.
bên đây cửa biển. Mấy chú câu cá. Mình sẽ tiếp tục đi ra miền Trung để quay video. Khi nào mà thời tiết nó xấu quá, mình sẽ về lại nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã dành chút thời gian theo dõi hết video của mình. Có gì sai sót mong cả nhà mình bỏ qua nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video mới nhất của mình. Dạ bye bye.